xin chào tất cả các bác nhá. Theo yêu cầu của rất nhiều các bác thì hôm nay em sẽ test chất lượng âm của cái loa BK này cho tất cả các bác chúng ta cùng nghe nhé. Thì các bác biết là cái loa này thì ngày hôm qua bên cửa hàng em cũng đã livestream giới thiệu về cái dòng loa này. Thì thứ nhất là cái dòng loa này có kích thước rất là bé các bác. Bass 25 thôi, như là cái thùng của nó rất là gọn. Bề ngang nó chỉ có tầm là 30 phân, bề ngang này là 30 phân. Đấy, từ bên này sang bên này là 30 phân thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn. Đôi loa này thì nó biết là nó sử dụng là bass là 500 kép và gân cao su. Cái gân cao su này để cho cái tiếng bass nó rất là sâu lực và rất là mềm tiếng các bác nhá. Đấy, các bác có thể là nghe qua cái tiếng loa bass của cái loa này nó rất là mềm tiếng, rất là sâu tiếng luôn. Cái loa bass này thì em chưa không cần nhấn mạnh lắm, nhưng mà em cần nhấn mạnh cho các bác cái loa tép của cái loa này. Con loa này nó giá là 4,5 triệu, tuy nhiên là nó sở hữu cho chúng ta một cái cặp tép và nói rằng là rất là chất lượng luôn, và một cặp phân tần của nó cũng rất là xịn. Cái loa tép này nó là tép của BNC. Bác lưu ý là đường từ của tép là từ 14 và côn của nó là côn 45, nhưng mà đặc biệt đây là côn nhôm dẹt, côn dẹt các bác nhá. Lưu ý là chất lượng giữa một dòng côn tròn và dòng côn dẹt nó chênh nhau rất là nhiều, và giá tiền của nó cũng chênh nhau gấp mấy lần. Đấy, các bác nghe cái tiếng tép của loa này rất là tơi và rất là tiếng rất là nhuyễn, rất là hay luôn. Thì tất cả những cái người mà đến nhà em đều nghe, khi mà nghe loa này đều đánh giá cái loa tép này là một trong những dòng loa tép cực hay luôn. Và đó là cái lý do tại sao mà hôm qua em phải tháo cho các bác xem cái côn tép của nó. Tại vì là sao, cái dòng này kép tép titan, nhưng mà lưu ý các bác là tép dẹt cho nên mà rất là hay, cái tiếng tép cực kỳ là hay luôn, em nói luôn các bác. Các bác hát cái loa này các bác không bao giờ lo cái xíu rồi. Rồi, còn cái loa bass gân cao su thì các bác cũng là một trong những cái dòng bass là rất là hay. Nó gân cao su nó có nhược điểm nhưng mà nó cũng có ưu điểm. Cái nhược điểm của nó là sao ạ? Các bác cái gân này thì nó không như gân vải, đánh lâu thì nó chúng ta phải thay gân. Thế nhưng gân cao su thì nó sẽ có cái ưu điểm của nó sẽ là bền hơn loa gân mút, nhưng và tiếng bass nó sẽ sâu hơn, tiếng bass nhuyễn hơn, mềm hơn. Đó, chúng ta nghe thử cái tiếng của nó luôn nhá. Thì rất là hay, bass cực hay luôn, bass hay tép hay luôn.